chuyến camping này sao? Thật sự là Nhi rất là bất ngờ. Nhi không có nghĩ là cái khung cảnh với lại mọi thứ ở đây nó hề chiêu được như vậy. Nó làm cho cảm giác của mình giống như là mình đang ở thành phố thì mình về đây mình chậm lại, mình lặng đi á. Rất là cái cảm giác ở đây luôn. Giống như mọi người thấy là Nhi đang ngồi ở view ở phía trước lều của mình. Để mà đăng ký cắm trại ở đây á, thì phí của một người sẽ là 890.000. Và các bạn phải book trước. Phí này thì bao gồm chỗ ngủ và ăn tối cùng với lại ăn sáng. Thì bữa ăn tối Nhi cũng có review cho các bạn coi rồi, rất là đầy đủ, rất là ngon. Tiếp theo thì sẽ là nếu như mà các bạn mà muốn đi camp như mình đó, thì đây là lần đầu tiên Nhi không có chuẩn bị đủ đầy đủ. Nhưng nếu như các mình đã đi rồi cho nên là mình có một cái vài tip cho các bạn, như là ban đêm ở đây rất là lạnh. Cho nên nếu như mà các bạn mà nếu mà đi thì mình nghĩ là có thể mang theo một cái chăn mỏng hoặc là mình mặc đồ áo giữ nhiệt ở bên trong á, bởi vì ban đêm lúc mà sương xuống á thì rất là lạnh luôn, tại vì mình đang ở giữa rừng mà lều và trại thì nó cũng chỉ là một phần nào đó thôi, chứ nó không thể nào giữ cho nhiệt độ cơ thể mình đúng như lúc mình ở trong nhà được. Thứ hai á là các bạn nên mang theo sạc dự phòng, bởi vì xung quanh đây toàn là xài bằng đèn pin mà đèn pin sạc á, chứ thực ra không có điện. Còn nếu mà cắm điện thì chỉ có nhờ anh chủ bạn sạc qua đêm thôi, chứ mình cũng không có chỗ để cắm trực tiếp ở trong lều đâu, nên mình cần phải mang theo sạc dự phòng. Thứ ba nữa là các bạn cần phải trang bị những cái đồ cho mình, nhất là các bạn nữ thì các bạn nên sử dụng những cái đồ mà make up mà tẩy trang tại chỗ, bởi vì cái chỗ toilet á, thì nó cách khu trại khá là xa, cho nên và các bạn nên tắm rửa sạch sẽ, tại vì là camping này thì không có chỗ để tắm. Nhi nghĩ là nếu mà bạn nào mà có thể thì có thể mang theo nước uống, bởi vì ở đây thì cũng không có nhiều nước máy ấy. Nếu như mà bạn nào mà cũng giống như Nhi ấy, là mình rất thích uống cà phê buổi sáng và chỉ muốn uống cái hương vị của mình muốn thôi á, thì Nhi nghĩ là các bạn nên mang theo phin cà phê. Ở đây thì đã có sẵn nước sôi rồi, nhưng mà sẽ không có cà phê và phin cà phê thì mình có thể tự mang cái những cái dụng cụ đấy đi, để mình có một cái tách cà phê buổi sáng thật là ngon cùng với khung cảnh như thế này. Là mình có thể trọn vẹn, hưởng trọn vẹn toàn bộ những thứ ở đây rồi. Thì bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi, đã đến cái thời gian mà check out của khu trại rồi. Thì bây giờ Nhi với Bông sẽ check out và mình sẽ đến một cái quán cà phê khá là hay họ này là. Mọi người cũng lưu ý nhỏ là ở đây thì sẽ là 5 giờ chiều check in và 9 giờ sáng ngày hôm sau check out nha. Mình sẽ sử dụng trọn vẹn cái thời gian đó để ở đây luôn.